Hello, xin chào anh em. Mình bên cơ sở lưới Phong Tần. Hôm nay mình đi review thực tế sản phẩm lưới rù đánh cuốc anh em nhé. Đây, chiều mình mới giăng xong rồi mình thăm lại anh em này. Đã dính được một em, hai em cuốc anh em nhé. Hai em cuốc. Mình có đánh kèm theo loa anh em nhé. Loa. Đây, mình có mang loa theo anh em này. Bữa nay mình có loa mình mở tiếng mình dụ chim về anh em nhé. Là trúng được hai con. Đó, anh thấy chưa? Đó. Đây con nữa này. Đấy, em thấy chưa? Đó. Tầm lưới mình đây mình đang răng là cao 2m, dài 20m anh em nhé. Đó. Anh em mà đánh anh em nhớ dù mình là kẹp sát sát bụi dù mình nhé, càng sát bụi càng tốt nhé. Sát bụi là càng cái độ đối tàng hình càng tốt. Cái độ dính chim rất cao anh em nhé. Anh em tránh trường hợp đánh ở chỗ trống anh em nhé. Anh em đánh chỗ trống thì rất khó dính, tỷ lệ dính rất là khó, xác suất dính rất ít. Anh em càng kẹp sát cỏ càng dễ dính chim anh em nhé. Và đặc biệt lưới dù bên mình là dù thái 100% nhé anh em nhé, dù thái 100% bao chạy mắt cho anh em luôn. Đó, có đính chỉ dưới cho anh em này, đính chỉ này, cái dây dưới có đính chỉ cho anh em để chỉ nặng ấy, nó sẽ kéo lưới sát xuống mặt đất, cho nên là mấy con cuốc không thể chui lọt được dưới anh em nhé. Lưới này đánh ngoài cuốc ra đánh được chồn. Sóc, bịp và các con to nhé, để tập trung anh em nhé. Đó. Và tất cả bên mình là nhuộm màu tần hình rất nhiều nhé, rất nhiều màu tần hình nhuộm cho anh em nào có nhu cầu màu tần hình nào cứ gọi bên shop mình sẽ ship cho anh em màu tăng hình y như anh em mong muốn. Bên cơ sở mình có cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, cho nên là anh em không phải ngại ngùng về chất lượng và giá cả bên mình nhé. Anh em thấy clip mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn anh em clip gần nhất. Xin chào anh em.